phải nói là 4.800.000. Con Lamy Marzal PM6100SA mặt vàng chanh. Phải nói luôn là quá đẹp. Cực kỳ đẹp luôn đấy. 4.800.000. Các bác đi tham khảo cả nước đi cho em. Cả nước đi xem các bác mua ở đâu. Mua đâu. Con này đánh JBL, đánh một số dòng loa loa cây, một số dòng loa cây, loa đời mới, nó đánh rất là hay. Cây rất hay. Sau đây em mời các bác vào bản test luôn. Bản test luôn. Mức giá 4.800.000 thì em mời các bác đi cứ tham khảo cả nước đi. Sau đó quay về với em. Giá em đã cân đối. Đánh trực tiếp điện thoại luôn. Không qua xử lý một cái gì cả. Trở lại em đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao. Trở lại em con đường im bóng mát của ngày nào. Trở lại em anh đèn lòng viên đó dưới mưa bay. Những đêm chủ nhật nghe phố phường khô gót giày. Trở lại em ân tình xa xưa đó dưới chân sao. Trả lại em đôi vòng tay ấm yếm nụ cười chào. Trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên. À, em chú ý em nhắc các bác là bác nào về có mua con này hoặc một số con khác cũng được. Khi nó có cái nút này này, sau đó bác đừng ấn vào. Khi bác ấn thụt vào như này là bác chỉnh bát chép ba lăng cân loa không chỉnh nổi. Nó mặc định của nhà sản xuất là nó theo tiêu chuẩn. Còn bác muốn chỉnh bát được, bát chép được, các bác cho nổi ra nhé. Đấy nhá. Lấy phải này, lấy trái này. Thơ này. Hết chết này. Để rồi đêm nay buồn trong xa vắng nhớ mong bỏ lao lớn đấy, lên bát này. Mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiêu, dấu trong chuỗi hết bát này. Nhìn em bạn này nhá, ấn vào này, không có tác dụng, không có tác dụng gì cả, chả có tác dụng gì, thấy chưa? Không có tác dụng gì nữa, kiểu như này vào. Mở ra đấy, mất một loa luôn, còn loa này như này đấy. Lên này, bốn triệu tám ạ. Như vậy là quá đủ test như thế thôi cho các bác đủ. Hàng thì bao zin bao đẹp, bao chất cho các bác, bao zin bao đẹp. Quay luôn phía sau tí cho các bác nhìn nó thích. Đẹp thế này còn nói làm gì chưa. Cảm ơn các bác. Marzal, Marzal đánh được nhiều loa lắm ạ.